ơi. Chú ơi, cái đàn này bán nào chú? Là thuê thôi, bởi vì bán thì nó thứ nhất là nó hơi cao giá. Hơi cao giá. Cái này giá bao nhiêu chú? Ba cái này. Ba cái này á? Vâng. Ba cái này nếu là giá cho thuê. Đấy. Không, cháu hỏi mua thì cháu mua. Mua cái này. Lốc này rất khó, không bao giờ còn nữa. Đây mình chỉ muốn cho thuê. Đây là lần đầu tiên, cái này nó chưa đẹp. Giống đào nó không phải là hai, năm thứ hai thứ ba đi bắt đầu nó bắt cái tay nó già đi nó đẹp. Đây ba gốc này bọn Hà Nội Hải Phòng lúc đánh phôi về chứ nó có đòi lấy phôi nó đã giả 15 triệu rồi không bán thì giờ không thể biết đâu ra các bạn này. Bây giờ nó có ở những trong không bao giờ chuyên được ra ngoài đây một năm mà năm vài đấy một năm đấy thì nó khỏe đây thì là cháu mới rửa xe rồi nó chưa có chiếu à nên là cháu muốn là có mấy cây to đi cùng mình. Thì cũng rất là nhiều người thấy là khoai ở quê mình. Chú ơi, cháu cảm ơn chú nhé. Cháu đi ạ. Cháu đi ạ.